Tập phim vẽ nhà bút đi chơi công viên nước. Mùa hè oi ả đang sắp qua đi, nhà bút ai ai cũng cảm thấy không đi công viên nước thật là phí cả mùa hè. Nói không bằng làm, thế là cả nhà nắm tay nhau cùng đi công viên nước. Mình cùng nhau vẽ lại khung cảnh cả nhà chơi ở công viên nước nha. Đầu tiên, đó là vẽ anh đỏ và anh xanh đang ngồi phao trượt nước nè. Hai anh trông hết sức là vui vẻ, cười tít cả mắt luôn. Hãy theo dõi chị họa sĩ vẽ hai anh để không quên cách vẽ nha. Vẽ một nửa số 8, bạn sẽ được hình cái phao đó. Kế đến, chị ấy vẽ thêm một chiếc cầu trượt nước thật cao. Làm sao để vẽ cầu trượt nhỉ? Đầu tiên là vẽ một hình chữ nhật, kế đó là các đường uốn lượn. Mình vẽ 5 đường uốn lượn là thành 4 chiếc máng trượt đó nha. Cầu trượt được xây ở trên cao cho mọi người trượt lên trượt xuống, nên mình sẽ dùng các nít thẳng để đan xen vào nhau tạo thành chân cho cầu trượt. Còn giờ thì mình sẽ vẽ em vàng. Cặp mắt em ấy chính là hai cái vòng tròn to. Còn miệng thì là một đường cong. Đó là do em ấy đang rất là vui vẻ. Vì em vàng là con gái nên không thích các trò chơi mạo hiểm đâu. Em ấy chỉ ngồi trong một chiếc phao xinh xinh hình tròn để nổi trên mặt nước thôi. Mình vẽ thêm các đường thẳng nhỏ trong chiếc phao để chia chiếc phao thành từng mảng nhỏ nha. Xung quanh ba anh em là một bể nước, với nào là phao hình tròn, bóng để chơi dưới nước. Để trang trí, mình vẽ thêm hai cây dừa. Thân dừa cao lắm, làm sao để diễn tả cho các bạn đây? Các bạn hãy theo dõi chị họa sĩ vẽ rồi sẽ biết ngay thôi. Ủa, anh bút chì đâu rồi? À, anh bút chì không vào bơi như mọi người mà đang ngồi trên ghế tắm nắng nè. Chị họa sĩ còn vẽ cả kính râm nữa và đang cười rất là vui luôn. Thì bức tranh của nhà bút đi công viên đã vẽ xong rồi. Nhìn bức tranh thật là đẹp, nhưng lại chưa được điểm 10 hoàn thiện và thiếu những màu sắc xinh tươi. Vậy thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào tô màu thôi.
Đầu tiên, chúng mình tô thân của em vàng và mặt của anh đỏ màu đen. Hai tay và chóp của anh bút chì nữa. Sau đó thì dùng màu đỏ để tô tóc cho em vàng và thân của anh đỏ. Một làn da màu vàng, tiện thể tô luôn tóc cho anh đỏ nha. Hai chiếc phao cạnh em ấy thì một chiếc màu xanh lá cây, còn một chiếc màu hồng và vàng. Các bạn cũng có thể lựa chọn những màu sắc sặc sỡ mà các bạn yêu thích nữa đó. Anh xanh có da màu xanh, tóc thì mình sẽ tô màu da. Còn ai nhớ anh bút chì màu gì không? Anh bút chì màu cam nha các bạn. Đừng quên tô cặp kính màu xanh tím của anh bút chì nữa. Thân anh xanh thì màu đen. Chiếc phao lớn hai anh đang ngồi có màu vàng thật là nổi bật. Cầu trượt thì có màu hồng nè, xanh lá cây, cam và tím. Các bạn tô thật cẩn thận, đừng để bị lem màu nha. Kế đó mình tô quả bóng và chiếc ghế của anh bút chì màu đỏ. Các bạn có biết cây dừa thì tô như thế nào không? Thân thì màu nâu, trái màu nâu nhạt, lá màu xanh. Cây dừa chính là có màu như vậy đó. Thank you.
Bây giờ đến phần quan trọng nhất. Công viên nước thì làm sao mà thiếu nước được? Hãy tô các giọt nước và cả bể nước màu xanh dương nữa nha. Bạn hãy tô từ từ và chú ý các chi tiết nhỏ. Cùng, đừng quên dùng bút màu xanh dương đậm viền lại các chi tiết xung quanh để đẹp hơn. Một buổi đi chơi của nhà bút đã được chúng mình vẽ lại rồi. Các bạn có thấy dễ không nào? Các bạn còn thích vẽ nhà bút đi đâu nữa thì hãy cùng comment bên dưới cho tụi mình biết nha, để tụi mình cùng thực hiện cho các bạn luôn. Mùa hè đi chơi vui, nhưng cũng đừng quên theo dõi kênh 2 Pencil của tụi mình nha, bởi vì chúng mình luôn có những video mới mỗi ngày. Chính vì vậy, hãy nhấn like và subscribe kênh 2 Pencil Studio để không bỏ lỡ những video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.